Hi, welcome back to my channel. Okay. Let's go. Thank you.
Let's go. Thank you.
Okay, let's go. About to get the show.
Wahoo Cowboy! Oh my God. Hello, we need to get from the car. Record.
Let's go. Okay, for the end of the show, by rushing. Let go. Yeah.
4. Let's go. Oh my god, wow. 真的好乱. OK, 把名字上这个就跳. Let go. Let go, 干点招数啊. Tôi chỉ nữa tăng tốc thật nhanh để nhảy lên này. Mình sẽ phải xem lại xem như thế nào. Quý vị lên. Đây không? Quá rồi, oh my god. Wow. Đó là đi bên hông, chứ không phải là toàn tốc các bạn nhé. Ok, và mình sẽ sang tiếp theo. Sierra Rushing. Let's go. Anh chàng này không? Chiếc xe này của mình thì hơi yếu các bạn nhé.
hơi yếu hơn anh ta. Các bạn phải nâng cấp khỏe hơn nữa thì may ra mới vượt được anh ta. Để làm gì khác nha, các bạn phải update và phải tìm bộ phận update để mà cho khỏe thêm. Ok, và tiếp tục mình sẽ sang được tiếp theo. Sera Racing Shoe. Ok, let's go. Rich Racing 3. Anh chàng này rất hay đau lát nhá. Đấy là một tựa game khá là hay và bắt mắt, nhưng mà update liên tục. Hầu như thì khoảng 2-3 ngày các bạn vào một lần tựa game này thì đều update cả. Rất chăm chỉ update và rất chăm chỉ sửa ở trong game. Nhưng mà mình thấy cũng hay update nhiều quá. Đau lát liên tục. Ví dụ như là các bạn chơi tựa game này thì hôm nay chơi này, ngày mai vào có thể update tiếp. Tức là nó không cố định update ngày nào hay là một tuần update một lần hay như thế nào cả. Update rất nhiều luôn. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo đây. Motor 2. Let's go. Gì đây? Oh my god.
puolet tuh. Xe của anh ta khá là ngon, bạn sẽ phải đua một thời gian, sau đó thì sẽ mua cho mình chiếc xe thật ngon. Thì đó thì những đường thẳng này các bạn sẽ tăng tốc được. Còn chiếc xe này tăng tốc thì nó chỉ có mức độ nhất định 111 km/h, 111. Ngoài ra thì lên là 112, 113. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Time.
to mission critical. Warning. Reconstruction. Zone completed. Condition critical. Okay. Okay, vào tới cái tiếp theo, let's go. Cái này chưa mua. 2008 à? Không đủ tiền rồi. Thank you.
Oh my god. Wah, fit rồi. Rồi, xong rồi. Không, được không? Được. Trước mà anh ta lại không nhường đường cho mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, let's go.
Okay, let's go. Sau đó các bạn sẽ nâng cấp cho con của mình khỏe thêm, chạy nhanh hơn. Rồi, và tôi kênh tiếp theo. Ồ, tôi kênh này không biết có chơi được không đây? Hungry Grants. Oh my god. Hello. Hello. Next stop, California Street. Turn right. Turn left.
Ủa, không có tiếng à? Tự game này tự nhiên mất tiếng các bạn ạ. Không biết lý do gì. Ở tự game này thì các bạn sẽ phải đua trên đường đua của sa mạc. Và các bạn sẽ phóng tăng tốc. Đôi lúc thì những đường cua cao thì các bạn sẽ phải giảm tốc đi. Nếu không thì các bạn sẽ đâm ra ngoài. Và hiện tại mình sẽ thử sức ấn dị cái này xem. Có thể đi được không? Rất khó nha, nếu các bạn ấn dị vào đây để mà đi thì rất là khó luôn. Đó, oh my god. Tức là nút này luôn luôn mình sẽ giữ này. Và sẽ thỉnh thoảng mình sẽ ấn nút phanh. Để xem nó có dễ dàng không. À cũng được ấy chứ. My god, wow wow wow. Khá nhanh luôn. Xuống vực này. Oh my god.